Em, sao ngồi đó vậy? Vô coi kiếm gì ăn sáng đi chứ, anh đói bụng quá. Anh ăn đồ hộp không thì em lấy, chứ ở trỏng còn gì đâu mà để nấu cho anh ăn. Trời ơi, đồ hộp cái gì đồ hộp, ăn sao nổi. Bây giờ em vô đó em kiếm mì gói hoặc là chiên trứng, ăn bánh mì được rồi. Em đã nói là không còn cái gì hết, ngay cả trứng cũng không có nữa đó mà ấp la. Thôi được rồi, em sang phòng thằng Quốc gọi nó dậy, chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình. Trời ơi, nó chốt cửa trong rồi. Nó hả, không biết khi nào nó mới dậy nữa. Con chứ cái à, không có biết lo cho cha mẹ là gì hết. Hello, xin chào hai bác có khỏe không? Trời ơi, gặp hoài hỏi khỏe không? Hai bác ăn cơm trưa chưa? Sáng còn chưa được ăn nữa, chưa đó mà ăn trưa. Ăn trưa rồi, mà ăn hôm qua. Oh, Lisa. Hello honey. Em ăn cái gì chưa? Chưa, em tới đây để ăn cùng anh. Ồ vậy hả? Anh có order cái pizza hải sản, hơi bị ngon đó, nhắc tới là người ta sắp đem tới rồi đó. Cô còn gì ăn không con? Tối ngày cứ pizza rồi xúc xích, rồi bít tết, rồi thịt hộp, rồi làm sao mà chịu nổi. Em thấy con trai mình có hiếu không? Không, ba má nó không hỏi sáng ba má ăn gì chưa. Bạn gái nó mới tới à, có order pizza hải sản gì, có hiếu quá ha. Ba, từ đây trở về sau á, ba đừng có can thiệp vào cuộc sống của con. Con muốn làm gì á, đó là quyền của con. Ê, tao là ba của mày, chẳng lẽ tao không có quyền can thiệp vào cuộc sống của mày hả? Sao kỳ vậy con? Sao dám nói chuyện với ba vậy? Thay đổi dữ vậy? Ba má, ba má là ba má của con, thì đồng ý là ba má của con, nhưng đây là cuộc sống riêng của con, con phải quyết định cuộc đời của con mà. Trời đất ơi, cái thằng này còn nè, quá mất dạy. Dù gì á, mày vẫn là con của tao, mày vẫn phải chịu sự quản lý của ba mày. Mày hiểu chưa? Mày nghe rõ chưa? Ba, ở đây là nước Mỹ. Ba đang đứng trên nước Mỹ, và ba phải sống và làm việc theo cách của người Mỹ. Chứ ba đừng có nhà quê rồi mang cách sống nhà quê của ba nữa. Nè, mày nói ai là người nhà quê? Cho dù mày là người sống hợp pháp ở Mỹ, mày vẫn là con của tao, phải nghe lời của tao, nghe lời dạy của ba mày, nghe chưa? Ba là con của ông nội, có bao giờ ba sống và suy nghĩ theo cách của ông nội đâu. Ba vẫn làm và sống theo cách của ba mà. Thì con cũng vậy thôi, con cũng sống, con suy nghĩ theo cách của con. Huống hồ chi đây là nước Mỹ, ba mẹ không có quyền can thiệp vô cuộc sống riêng tư của con cái. Ok? Trời ơi, con. À, chắc là họ giao pizza tới rồi đó. Pizza ngon lắm mà nha. Nhưng mà giờ má hỏi có món nào khác hay sao mà cứ pizza hoài vậy? Má ơi, ở đây là phương Tây nên má phải ăn đồ Tây, chứ làm sao ăn mấy cái món nhà quê tầm thường được. Lấy đâu ra cho má ăn, cho ba ăn đây. Tao á là nhà quê, má mày cũng nhà quê, ăn cái kiểu quê ha. Còn mày á sống theo kiểu Tây á, mày ăn theo kiểu Tây đi ha, ăn cho đã sướng đi ha. Mình nhà quê mà em ha. Thôi mệt ba má quá, thôi tụi mình lấy pizza rồi lên phòng ăn đi cho nó vui. Đi đứng lại, ngồi xuống. Đi đâu? Thì con đem pizza vô phòng ăn. Bà thấy không, nó xem bạn gái của nó còn hơn tôi với bà nữa. Nó coi tôi với bà chả ra cái gì hết á. Bà, bà đừng có nặng lời với con như vậy. Bữa nay có Lisa nữa nè. Tụi con thích á thì đem pizza vô phòng ăn cho nó thoải mái, cho nó riêng tư. Nếu rồi, như mà ba má thích á thì ba má cũng có quyền đem pizza vô phòng ăn bình thường, có gì đâu. Trời ơi Quốc ơi, sao nay con thay đổi dữ vậy Quốc? Con có gì đâu thay đổi, con vẫn vậy mà. Ồ, con đã thích hợp với nếp sống của người Mỹ chứ bộ, con đâu thay đổi gì đâu. Thôi bây giờ con lên phòng, ok? Con sẽ lấy pizza, con chia một nửa ra, rồi ba má lấy một nửa đó. Ba má muốn ăn ở đâu thì tùy ba má. Còn riêng con với Lisa thì con với Lisa sẽ lên phòng ăn cho nó riêng tư, ok? Thôi mình đi em. Đi, lên phòng ăn cho thoải mái. Mày, con. Mày. Trời ơi, thôi thôi bà đừng giận nữa. Em. Vậy. Thu dọn đồ đạc, về quê. Các bản thiết kế trang trí của các bạn làm khá tốt, nhưng lưu ý còn một số chi tiết cần chỉnh sửa theo ý của khách hàng. Tôi nghĩ các bạn làm hết trong ngày hôm nay, vì ngày mai chúng ta phải bàn giao cho khách hàng rồi. Dạ, tụi em sửa liền sếp. À, còn một điều nữa tôi muốn các bạn, trong những bản thiết kế sắp tới, đặc biệt nên chú trọng vô những thiết kế mới trong năm, để chúng ta có thể tạo ra sự độc đáo và đa dạng trong các thiết kế mới của công ty chúng ta. Các bạn phải nắm rõ được tâm lý của khách hàng mới tư vấn tốt được. Hiện tại bây giờ
có rất nhiều khách hàng ưa chuộng xu hướng tìm sự bình yên. Các thiết kế đòi hỏi phải sử dụng các màu sắc rất tinh tế và kết hợp thật nhã nhặn thì khách hàng mới thích các bản thiết kế của chúng ta được. Thưa anh, em thấy xu hướng văn hóa dân gian thành thị thì đang rất là được thịnh hành ở các resort, khách sạn cũng như là quán cà phê, và gần đây khách hàng của mình cũng rất là yêu thích. Đúng, những mẫu thiết kế theo xu hướng bản màu văn hóa dân gian thành thị nó không hề đơn giản. Muốn độc đáo thì các bạn phải kết hợp các gam màu cho sống động một chút, khéo léo một chút. Thật ra tôi muốn các bạn phải tận dụng sự tinh tế, sáng tạo trong thiết kế của mình cho thật độc đáo, tránh đi vào lối mòn mà thôi. Dạ, tụi em sẽ cố gắng. Thôi được rồi, các bạn nghỉ ngơi đi, làm phiền giờ ăn trưa của các bạn rồi. Chúng ta kết thúc ở đây. Dạ. Dạ, dạ sếp. Dạ, dạ sếp. Thôi đi. Về căng tin nha. Ê, bữa nay mặc có đem cơm theo không? Dạ, chào sếp. Có không? Dạ. Ra ngoài đây ăn nè. Thôi nhanh đi. Chờ tôi đi với coi. Sao rồi? Hồ sơ đấu thầu của khu biệt thự Hoàng Long, cậu làm tới đâu rồi? Dạ, em đã nộp hồ sơ rồi anh. Theo em tìm hiểu á, thì có 12 công ty chính thức phát hành hồ sơ mời thầu, trong đó có công ty mình. Ngoài ra cũng có nhiều công ty khác chen chân vào, nhưng mà bị gạt ra hết rồi anh. Cái gì? Tới 12 công ty tham gia đấu thầu lận à? Em có đem hồ sơ theo để cho anh xem qua nè. Được rồi, tôi sẽ xem xét chuyện này. Dạ, em đi lo tiếp công việc nha anh. Nhớ theo dõi sát cái vụ đấu thầu này cho tôi. Dạ, em sẽ tiếp tục lo công việc. Dạ, em chào anh. Dạ, có chị 20.000. Rồi, chị gửi. À, chị chờ chút nha. Em cảm ơn chị. À, cảm ơn. Bữa sau ghé nữa nha chị. Ừ. Anh. Anh Thế. Bán tô bánh mì đi. Như mọi bữa hả anh? Ừ. Nhưng mà nè, cho tôi nhiều thịt chút xíu nha. Dạ. Ủa, anh từ bển qua đây mua luôn á hả? Trời ơi, tôi đâu có khùng đâu. Tôi đi công việc ngang đây á, nên ghé đây mua bánh mì luôn. Anh hay đi công việc qua đây quá ha. Ờ... ngày nào anh cũng ăn bánh mì như vậy có ngán không? Ờ, cái này là phải hỏi ánh chứ sao hỏi tôi được. Cái này là do bánh mì ánh ngon quá nên cái bụng tôi nó ưng nè. Nên mỗi ngày hả, cứ phải 3 ổ mới là đủ đô. Ớt luôn hả anh ha? Ớt luôn. Ánh nè, bánh mì người ta làm không có mùi đâu, mà ảnh làm cái là sộc mùi lên đây nè, thơm mới là thơm luôn. Dạ. Ê, của anh nè. Trời ơi, ngon quá. Ê, ngồi đây được không? Dạ được. Chị Ba. Chị Ba hả? Chị Ba cho bạn em ngồi chút xíu nha. Ừ, tự nhiên đi. Dạ, em cảm ơn chị nha. Anh ơi. Dạ. Bánh mì anh á, anh bỏ gì vô tôi ăn tôi bị ghiền á. Anh Thế uống miếng nước đi. Cảm ơn anh nha. Anh. Cho tôi ly nữa đi. Dạ. Cảm ơn anh nha. Anh, bánh mì anh ngon quá. Ăn bị ghiền hay là anh bỏ heroin trong đó? Trời, anh nói cái gì vậy? Lỡ như người ta nghe được, người ta tưởng thật, người ta không mua bánh mì của em. Bà nữa thì mì sao? Bánh mì chị ơi. Tôi giỡn thôi. Chờ em chút nha. Đầy đủ luôn hả? Dạ đầy đủ. Rồi. Để nước tương chị. Cay quá. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Dạ. Bữa sau ngon nhớ ghé lại nha. Dạ dạ. Anh Thế. Mấy bữa nay á, chị Tám với bác Năm có khỏe không anh? Tía tôi hả? Ừ. Tía tôi với cô Tám khỏe lắm. Mà hai người đó nhắc ánh hoài à. Nếu rảnh á, anh ghé chơi nghe. Dạ. Vậy bữa nay em rảnh cái em qua nhà chơi. Anh, em lấy cho anh thêm miếng nước nha. Ừ.
Ăn bánh xong rồi làm gì nữa ta? Không lẽ ngồi vậy hoài cũng kỳ quá. Sao vậy anh? Ăn thêm không? Để em làm cho anh thêm ổ nha. Không có. Anh hả? Anh ngồi dạ. Đây đi. Anh có cái gì làm không? Để tôi phụ cho. Trời ơi, bán bánh mì có gì đâu phụ. Mà sao anh không có về nhà chơi với lại dì Tám với bác Năm? Để cho hai bác ở nhà buồn á. Trời ơi, tía tôi với lại dì Tám có gì đâu mà buồn. Trời ơi, hai người đó hả, cứ sáp lại với nhau là gây nhau à. Vui lắm. Không cần tôi ở nhà đâu, quan tâm chi. Đúng rồi. Hả? Anh nè, hay là dạ, anh cho tôi đậu xe ở đây đi. Khách tới ăn bánh mì của anh á, xong rồi cái ta cần đi sớm á, tôi chở đi luôn. Được cuốc nào hay cuốc đó. Nghe, chứ một ngày mà tôi ăn 30 ngàn từ bánh mì á, tôi không có cuốc xe ôm nào là tôi không có tiền trả luôn đó. Dạ, thì hôm nay anh không có tiền trả thì mai trả. Đâu có sao đâu. Cho tôi thiếu luôn hả? Dạ. Rồi lỡ tôi không có tiền trả luôn thì sao? Dạ thì em, trời ơi, em cho anh thấy ăn ổ bánh mì cũng có đáng nhiều đâu. Trời ơi. Trời ơi, chủ bánh mì mà sọp vậy hả? Cho bánh mì khách luôn. Nếu vậy là một ngày tôi ăn phải 100 ổ luôn. Nhưng mà anh yên tâm đi, tôi mà không có tiền trả bánh mì á, tôi trả bằng cái khác. Đợi tôi dẹp đó. Em hỏi có phải xe ôm không ạ? Ê, xe ôm, xe ôm kìa. Dạ. Dạ dạ. Tôi chở xe ôm nè. Em đi đâu? Anh chở giùm em qua quận nhất đi. Quận nhất hả? Lên xe, lên xe. Mà quên hả? Em có mang nón bảo hiểm không? Anh chạy xe mà không có nón bảo hiểm hả? Thông cảm nha. Tôi có con cái à. Hay là em chạy về nhà lấy đi, rồi ra đây tôi chở cho. Vậy anh có phải xe ôm không vậy? Giờ này mà đứng đây chiêu chọc người ta nữa. Trời ơi, tôi là xe ôm thiệt mà. Mặc đồ vậy không phải xe ôm chứ không lẽ là làm giám đốc. Dạ đúng rồi đó chị, ảnh là xe ôm thiệt đó. Hay là thôi chị ngồi đây ngồi chơi một chút đi, em chạy đi mượn cái nón bảo hiểm rồi anh chở chị đi nha. Thôi được rồi. Đúng rồi, giúp để tôi tìm nha. Xe khác. Nè nè, thôi sáng giờ tôi chưa có cứu nào hết á, ủng hộ tôi đi, tôi có tiền ăn bánh mì. Dạ đúng rồi đó chị, đem đi liền. Thôi đúng là đồ khùng. Trời ơi, gì kỳ vậy trời. Không đi xe ôm thì thôi, tôi không có nón bảo hiểm, tôi không có nón bảo hiểm, mắc gì chửi tôi khùng, kỳ cục. Mà anh cười gì vậy? Anh nhìn thử mặt tôi có giống bị khùng không? Chứ gì nữa, người ta đi xe ôm mà anh hỏi người ta có cầm nón bảo hiểm theo không, người ta nghĩ anh khùng là đúng rồi. Rồi, thịt keo tập 2. Thôi vậy tôi đi về. Dạ, thôi vậy anh đi về chơi với dì Tám với bác Năm đi. Tôi về nha. Dạ. Anh. Dạ. Tặng anh nè, tờ báo tôi mua chưa đọc á. Thôi anh để anh đọc đi. Thôi anh đọc đi, có gì chiều tôi qua anh kể tôi nghe. Tôi về nghe. Dạ. Nè, đội nón vô nắng bây giờ. Anh Thế về nha. Tôi về nha. Tôi về ha. Dạ mời chị. Dạ. Nè đó, giường 2 tầng, đèn, rồi toilet bên đây. Dạ. Dạ. Bếp cũng ở bên trong cũng luôn, trong đây luôn nè chị. Được hả má ha? Ừ, má thấy cũng theo được. Theo như thỏa thuận á thì cô có bớt tính 850 với cộng thêm tiền điện nước là 900. Dạ. Con thấy làm sao? Dạ, được quá luôn á cô. Nếu mà như vậy á thì là con phải tính trước cho cô 1 tháng tiền cọc với lại 1 tháng tiền nhà. Nếu mà được á dạ, thì hai mẹ con tính đi. Rồi mình qua bên phòng làm hợp đồng nghe. Dạ dạ. Vậy dạ, đi ha. Dạ, để con cho má con nghỉ ngơi chút xíu rồi con qua bên phòng cô làm hợp đồng với cô à. Thôi. Hai má con nghỉ đi ha. Dạ, dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô chủ. Không có gì. Anh nè. Dạ má. Con thấy nhà này có được không vậy? Con thấy quá được luôn má. Ở nhà sạch sẽ vậy nè, má mới mau hết bệnh, má mới mau khỏe. Biết rồi mà sợ con tốn tiền rồi phải lo nữa. Không có sao hết trơn á. Con buôn bán thế nào cũng, nói chung là cố gắng kiếm được tiền, má đừng có lo. Thôi má. Má nghỉ đi. Má nằm nghỉ đây cho khỏe đi.
để con qua phòng làm hợp đồng với cô chủ. Ờ, được rồi. Má đừng có lo lắng gì đó nha. Má tự lo được rồi, con đi đi. Dạ. Ê, nè. Ê, ông đi đứng kiểu gì vậy? Từ nãy giờ cứ lấn xe tôi, giờ chặn đầu xe tôi làm sao? Thôi ngang, xe tôi cũ kỹ rồi đó, đừng có đụng vô rồi đền. Mày chết tới nơi rồi, ở đó mà còn quang quang cái miệng hả mày? Hả? Mắc gì chết? Mày biết tao là ai không? Nhìn ăn mặc vậy á, cái thái độ như vậy là biết rồi, côn đồ. Mày là ai mà mày nói kiểu đó hả mày? Trái ngược với côn đồ. Là xe ôm đúng không? Hùng hả? Anh Hùng Việt Dương từng ra tù á, sợ chưa? Ôi trời ơi, sợ quá. Tao nói cho mày biết nha, mày tránh xa con Ánh ra nha. Mày biết con Ánh là cái gì của tao không? Là người yêu của đại ca. Đúng rồi. Và cũng là con nợ của tao đó. Người yêu? Trời ơi, tôi chưa bao giờ nghe Ánh kể tới. Còn con nợ á thì từ từ trả. Tôi nói rồi, ba đứa bay á cao to. À không, chỉ có mình thằng này cao to thôi. Còn mày á vừa mập vừa lùn. Tụi mày dùng thịt á đi ăn hiếp một đứa con gái chân yếu tay mềm như Ánh hả? Nhục. Ê, nó xúc phạm đại ca kìa. Quất nó, quất nó đại ca. Dạ. Quất nó đại ca. Mày làm gì vậy? Mày muốn hả? Dạ. Đàn ông con trai mà mặc đồ đỏ, đi xe đỏ. Dạ. Hiểu rồi ha. Vô quất nó chữ đại ca. Quất nó đại ca. Quất nó đại ca. Vô đại ca. Anh kia, tụ tập hay làm gì? Đánh nhau hả? Khỏe không? Khỏe không? Đây là đường thông của xe cộ. Có nói chuyện thì đi lên lề mà nói chuyện nha. Tụ tập mày sao rồi? Chết tôi. Bạn em lâu ngày không gặp. Trời ơi, mày trắng trẻo đẹp trai quá à. Dễ thương quá à. Ôm cái coi. Nhớ lắm rồi. Sao rồi? Chạy xe ôm được không? Khùng quá vậy. Ê, đi rồi, đi rồi. Rồi, hiểu giới tính mày luôn rồi. Giỡn mặt hả mày? Ê, mày giỡn mặt với tao hả mày? Hồi nãy có văn phòng ngang. Không có văn phòng là mày chết với tao nha. Mày liệu hồn mày đó mày. Hôm nay là mày hên đó. Đi tụi bay. Ủa? Vậy cái đi đó hả? Đi thôi. Ủa, vậy là không đánh đó hả? Mày muốn bị bắt hả mày? Khoan, ôm cái xe dao cái. Ui, làm gì vậy? Hồi nãy mày khen tao. Ra đi. Để mày. Thôi, đi nhé. Đóng khùng. Lan ơi, xin em đừng cắt đứt dây chuông, đừng lạnh lùng khép cầm đi. Nè, nói tới cái cổng mới nhớ, thằng nó đi không bao giờ đem chìa khóa đi hết. Rồi lát hồi về là phải kêu mở cổng, mệt. Cái gì? Con gắt kìa. Nghe rồi. Nghe rồi xong ra mở cửa. Từ từ. Ta nói rồi đi phải đem bị phá đi cái thằng thiệt tình. Ai vậy trời? Khách khứa gì giờ này? Tư mùi, tư mùi. Dạ. Ai vậy? Tư mùi. Không nhớ tôi hả? Anh Năm. Ai? Tư mùi. Không có thấy đường. Ủa vậy hả? Vậy mà tôi cứ tưởng anh là tưởng biết là tôi cho nên là không có mở cửa, không cho tôi vô. Tôi nghĩ là anh tưởng vậy. Ủa biết vậy tới đây làm chi? Tới đây kiếm Tám, Tám nói chuyện. Thăm Tám. À kiếm bà Tám hả? À Tám. Ờ vậy về đi. Bà Tám ba đi rồi. Bà không có nhà. Chừng nào bà về qua chơi. Tám đi rồi hả? Đi rồi. Ờ vậy tôi chờ cũng được. Không sao đâu. Chừng nào bà về tôi nói chuyện. Vô nhà tôi chờ nha. Không được. Thì con tôi nó đi nó dặn rồi. Thông cảm. Tại vì đây tôi cũng lên đây tôi coi nhà giùm cho tụi nó thôi. Nó nói là không có cho người lạ vô. Không cho hả? Không. Là chưa được vô hả? Thôi anh cứ về đi rồi chừng nào Tám về là mới được vô. Ừ. Vậy tôi ngồi đây tôi chờ.
Ngồi đây chờ chừng nào Tám về cái tôi vô tôi nói chuyện với Tám nha. Anh lầy dữ lầy luôn hả? Có gì đâu lầy, tôi tới nói chuyện với Tám mà, tôi đâu nói chuyện với anh đâu mà lầy. Ờ thì thôi muốn ngồi chờ ngồi đi. Anh bận công chuyện hả? Bận chuyện lo công chuyện anh đi, tôi ngồi đây tôi chờ đâu có gì đâu. Ai vậy? Ai mà léo nhéo lấy à. Ủa trời đất ơi. Tao nói ở trọng quá, nghe léo nhéo. Tưởng đâu là ông này không có chuyện gì. Lớp đặt chạy ra coi ai về là Tư sao không vô nhà. Trời ơi, anh à. Tư, anh Tư quê mình á, tại sao không mời vô nhà mà đứng đây nói chuyện hoài vậy? Đi vô nhà, vô nhà. Tắm vườn ghê. Không có vô được. Sao không vô được? Tụi nó đi, tụi nó dặn là không có cho người lạ vô nhà mà sao vô nhà? Bậy nè, đây đâu là người lạ, đây là anh Tư. Đây là bạn của tôi, mà cũng là bạn của ông luôn, đúng ông rồi. Nhớ à. Nhưng mà tôi nghe lời con tôi dặn, bây giờ là bạn của mình, nhưng mà lạ là lạ của nó. Đó, là bây giờ hễ cứ muốn ở đây á, thì đứng chân trong chân ngoài nói chuyện, vậy thôi. Vậy là tôi có phân nửa vô trong, phân nửa ở ngoài hả? Đó. Đó, bà thấy không được chứ mà tôi thấy được. Thế cảm thấy mỏi thì đi chỗ khác chơi, vậy thôi. Tám. Thôi, tôi hiểu ông rồi. Ông sao vậy? Đây là cái con người này á, là cái con người là chưa bao giờ biết thân thiện. Đúng rồi. Thành ra không có quen cái chữ thân thiện. Đúng rồi. Bây giờ thấy người ta thân thấy thiện, hai đứa mình thân thiện, hốt hoảng. Vậy thôi. Sợ. Ừ. Chứ không có gì hết. Hồi nãy tới nói Tám đâu có nhà đâu. Nói Tám đâu mất tiêu rồi. Mai mà tôi mặc lì tôi ngồi đây Tám mới xuất hiện kịp á. Đi đâu? Đi đâu? Ủa cái nhà này bự quá mà. Tôi không thấy bà trong nhà, tôi nghĩ là bà đi thì tôi nói bà đi thôi. Rồi bây giờ gì không, nè không sao. Tám nó không nghe sao, nè sao. Biết sao không sao, sao? Biết Tám lên Sài Gòn. Ờ rồi sao? Tám lưỡi thủi con mình. Ờ Tám đâu có chơi với anh Trang Năm. Ở chứ chơi chi. Tám rồi, buồn lắm. Ở đó không chơi à. Cho nên nãy ghé tiệm sách đó mua mấy cuốn sách liền, đọc rồi quá hay luôn, cho nên tới tặng Tám đọc đỡ buồn. Xạo. Sao xạo? Càng già càng xạo. Vụ gì ông đọc hồi nào? Thì đọc rồi mới nói đọc, mới đọc ông mà. Mới nói là ông mới mua đây mà. Đúng rồi, mới mua đọc hồi nào? Không lẽ vừa đi vừa đọc hả? Vừa đi vừa đọc, bây giờ ông nằm trong bệnh viện rồi. Sao cái gì ông cũng biết hết trơn vậy ông nội? Thì coi như chưa đọc. Nhưng mà vấn đề đây không phải là đọc rồi hay là chưa đọc, mà là tặng hay không tặng sách. Đó, quan trọng là tình cảm tặng cho nhau. Bởi vì tôi nói đó, là làm gì làm cũng có cái tình nghĩa bà con hàng xóm. Hiểu ý nhỏ đó. Người ta nói bà con xa không bằng láng giềng gần. Quá đúng. Còn cái người này không có biết tình, không biết nghĩa, không biết thân thiện gì hết, cho nên cái gì cũng bất ngờ, cái gì cũng cảm thấy lạ lẫm hết đó. Kể đi, mình đứng đây mình nói chuyện cũng được á, đâu có gì lạ. Bà nói câu đó là tôi không đồng ý. Bà con xa không bằng láng giềng gần á là chừng nào ở dưới quê kìa. Còn lên đây á, ổng đâu có phải láng giềng với mình. Sao nãy giờ đứng bên cạnh là láng giềng chi nữa? Sao láng giềng chứ lại gì? Lại gì? Người lạ. Lạ đâu mà lạ. Chà. Sao à? Đọc sách à? Lọ à? Gì mà lọ. Đọc sách à? Tiểu thuyết Diễm Tinh nè. Đọc đi Tám, đọc đi nè. Tình cảm nhẹ nhàng. Đọc sách á để mình luyện trí nhớ. Đúng rồi. Ê hay quá. Luyện trí nhớ đây nè. Bằng sao mà ông biết cái địa chỉ này nè. Mà ông tới liền, ông hay quá vậy. Sao biết được vậy? Là nói là sao biết nhà tới đây liền á hả? Trời đất ơi, chuyện nhỏ quá trời nhỏ. Coi như là tôi mới vừa xuống bến xe. Cái tôi ngoắc xe ôm lại. Hey. Xe ôm chạy tới đưa cái địa chỉ, xong chở crack tới đây luôn. Quá thiệt đơn giản. Không? Thiệt mà. Thiệt chứ hả? Trời ơi, chuyện nhỏ lắm, dễ lắm. Chuyện này nhỏ nè. Chuyện rất nhỏ chuyện nè. Chuyện gì? Chuyện của tụi mình á. Nói đây cái là chuyện nhỏ, nhưng mà có người á, chuyện gì nè mà người ta không thấy nhỏ, người ta thấy lớn. Thiệt là lớn luôn á. Ủa, gì dữ vậy? Bà bán lưỡi câu hả? Đâu có bán lưỡi câu đâu. Ta đâu làm gì bán lưỡi câu, ta làm guộng. Đám làm guộng. Sao bà móc họng ta? Bây giờ nói chuyện xong chưa? Xong rồi. Biết. Thứ gì đâu. Quê. Bé quê. Công nhận năm giờ mắc lạ quá. Bé mắc cỡ. Bé quê. Vô nhà. Vô hả? Vô. Vô thiệt hả Tám? Vô. Quá đã. Mình cùng chúc nhau, hát mừng nhau. Khi nào mày thấy không vui, khi nào mày cần tao đến. Dù mày có nói có chuyện không vui, mày cần tao đến bên đây lúc này. Nào cùng hát mày lên. Mày hát dở mà mày hát nhiều quá. Vô đi. Vô. Vô cái này nè. Thôi, tôi uống cái này à.
Giờ sao? Thì uống. Hai thằng mày nín được không? Vô. Alo. Ngọc hả? Rảnh không? Rảnh ghé làm vài chai đi. Rảnh thì đi chơi, dẫn mấy em đi chơi đi mà. Nhớ nha, nhớ nha. Kiếm mấy em xinh xinh cho tôi nha. Ủa, đại ca, bộ tụi em nhậu với đại ca không vui hay sao đại ca rủ thêm người vậy đại ca? Vui cái gì mà vui? Xàm xí quá. Nhậu mà cho tao ăn ba cái món này đó hả? Về quê thì đồ đồng thiếu gì, không cho ăn. Mày cho mấy cái món gì á? Nè 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 nè. Trời ơi. Trời ơi, đâu phải không muốn ăn mồi ngon đâu đại ca. Mà giờ kinh phí nó eo hẹp quá. Rồi giờ lấy đâu ra mua mồi ngon? Nè, mày đừng có khi dễ đại ca nha mày. Đại ca, đưa tiền đi mua mồi mới đại ca. Đại ca tán nói mẹ em cái đại ca. Làm gì tán tao? Hai thằng bay mệt quá đi. Giờ em hỏi đại ca nè, thiếu gì gái, mắc mớ gì phải đi kiếm con ánh chi cho mệt vậy? Đúng rồi. Trời ơi, cái gì mà kiếm ánh hoài luôn á. Mày biết cái gì? Tao hỏi hai thằng mày nè, mấy thằng mày đi vòng vòng ở đây á, được bao nhiêu chỗ rồi mà sao không có thấy kết quả gì hết vậy? Tụi em đi từ cái hướng bên này, bên này, bên này, kiếm đủ hướng luôn. Trong khu nhà trọ nè, tìm hết mấy cái hẻm ngóc ngách không hề có cái tên ánh. Sẵn có hình của nó, em đưa hình của nó cho những người ở gần đó coi luôn, mà không ai biết con ánh nó nằm đâu hết. Bây giờ đại ca tính sao đi chứ tụi em tìm mệt quá mà không được cái gì hết trơn á. Vô cái đại ca. Vô đại ca. Mua bia uống không mua, mua ba cái rượu, trời ơi. Thôi biết rồi mà nói hoài. Thôi được rồi, thì đi mua đi. Mày ra chợ á, mày kiếm cái chỗ nào bán dê á, mày mua về đấy nhậu. Còn có mấy chục ngàn mai ăn sáng. Nói vậy nhắc khéo đại ca móc tiền. Trời ơi, đưa hết cho em đi. Đưa hết cho nó đi đại ca. Rồi đại ca, mình làm lớn phải chi cho mấy em nữa chứ, phải gương mẫu chứ. Ôi, đại ca đi mua dê à, chuẩn bị có mồi mới rồi. Đi lẹ đi. Nhớ ra ngoài đó phải nhìn quan sát coi có không nghe chưa. Đại ca cứ yên tâm, nhiệm vụ đó không bao giờ em quên được. Trời ơi, có mồi bén có dê á là cỡ nào cũng được hết á, yên tâm. Ê, sẵn kiếm mấy đứa em gái về đây nha mày. Hướng này, hướng này, hướng này nè. Biết rồi mày ơi. Đã. Vô đã. Ai mà giống con ánh quá vậy ta? Lấy giùm em bó này. Đại ca hả? Rồi, đại ca, em thấy con ánh rồi. Nó đang ở ngoài chợ nè. Đúng rồi. Bây giờ đại ca từ chỗ mình nhậu á, đại ca chạy thẳng ra quẹo phải gặp chợ là thấy nó. Rồi rồi rồi, em đang canh nó nè. Lẹ lẹ nha. Có mua gì thêm nữa không? Dạ được rồi, cảm ơn chú nha. Cảm ơn nha. Alo. Đại ca, tới đâu rồi? Em thấy chỗ của nó rồi nè.
tao tới liền. Đại ca. Hả? Nó trong đây nè. Mày chạy trời cũng không khỏi nắng đâu. Mày không bao giờ thoát khỏi tay của thằng Rousseau này. Má. Ừ con. Ủa sao má không ăn cháo vậy má? Má ăn rồi, má không ăn được nữa con. Má muốn nằm. Vậy để con mang ra nhà sau hâm cho má nha. Ừ, con đem vô trỏng giùm má đi. Má, vậy má uống thuốc đi má. Má có ăn một chút rồi đúng không má? Ừ. Má uống thuốc nè. Tội nghiệp con tôi quá. Má sanh con ra mà không lo lắng được gì cho con hết. Đã như vậy còn làm cho con thêm gánh nặng như vậy nữa. Thương con tôi quá. Có gì đâu má. Bây giờ nhà mình chỉ còn có hai má con à. Ừ. Phải nương nhau sống thôi chứ giờ sao giờ. Điều quan trọng của con bây giờ là con chỉ muốn thấy má của con phải thiệt khỏe mạnh nè. Ừ. Thật sự con hạnh phúc và vui lắm rồi. Má đừng có lo cho con nữa nha. Uống hết một lần hả con? Dạ. Ủa? Má uống thuốc đi nha. À, ai con vậy? Ra coi ai nha. Ờ, con ra coi ai đi. Dạ. Sao của em? Mấy người. Anh à. Định trốn tụi anh hả? Bây giờ em có chạy đằng trời á thì tụi anh cũng tìm được em ha. Ha. Tính về cái khu nhà bè này á là trốn thoát được tụi anh hả? Không có đâu. Bây giờ sao? Nói đi. Má, mấy người định làm gì con tôi? Má để con. Nè. Mấy người làm gì vậy? Tôi kêu là khi nào có tiền tôi trả. Sao mấy người cứ ám hai mắt con tôi hoài vậy? Mắc cười quá. Thiếu nợ tôi mà nó có tiền mới trả. Còn chừng nào mới có tiền? Chắc đợi tôi chết mới trả hả? Hay là sao? Thì chừng nào con tôi nó có tiền nó trả cho mấy người chứ. Mấy người. Mà tôi chết thiệt. Trời ơi. Sao cái gì? Bây giờ sao? Tôi mệt quá rồi nha. Trời đất ơi, mấy người mệt không? Chứ tôi đòi nợ tôi mệt nè. Hẹn hoài. Mấy người ngang ngược vừa thôi nha. Mấy người hả? Muốn truy cùng đuổi tận má con tôi hả? Bây giờ ai mượn tiền mấy người? Đâu phải má con tôi đâu. Đúng rồi đó. Ai mượn thì mấy người đi theo người đó mà đòi. Chứ cứ sao theo má con tôi hoài vậy? Bà mắc cười quá. Thì ông già đó thiếu tiền của tôi. Mà ổng là ai? Là cha của nó. Cha của nó chết rồi thì nó phải trả nợ cho tôi chứ sao? Bà nói ngộ quá. Tôi năn nỉ anh đó. Không có năn nỉ gì hết. Tôi... Bây giờ một là đi theo tôi, hai là phải trả nợ. Mà tôi nghĩ em làm gì có tiền mà trả nợ. Em theo tôi đi ha. Tôi có tiền có bạc nè, sung sướng nè. Thì bây giờ thực sự là má tôi đang bệnh rất nặng. Bao nhiêu tiền bạc này nọ là tôi mua thuốc cho má tôi hết rồi. Bây giờ tôi hứa tôi có tiền là tôi sẽ trả liền. Tôi trả liền cho mấy người mà. Tôi xin mấy người. Bây giờ là bây giờ không có hứa hẹn gì nữa. Tụi tôi mệt quá rồi. Bây giờ có tiền trả liền đại ca tôi không? Nói đi. Bây giờ thì phải trả cho tôi. Không thì đi theo tôi. Còn bà già nè, không có quan trọng. Mắc mớ gì cho bà uống thuốc làm gì? Bà già rồi, cho bà chết mẹ cho rồi đi. Mấy người má, mấy người quá đáng lắm. Má bình tĩnh đi má. Từ từ rồi con tôi nó sẽ trả tiền cho mấy người mà. Từ từ hả? Từ từ là chừng nào? Hả? Hai mẹ con bà quá đáng. Bao lâu rồi? Má. Hứa hẹn bao lâu rồi? Hả? Đợi tôi già tôi 3-4 tứ tóc rồi đưa tiền cho tôi làm cái gì hả? Hả? Không có tiền á? Bắt nó. Bắt má má. Tao nói cho tụi bay biết. Tụi bay đừng có trơ trẽn, đừng có mà hiếp người quá đáng như vậy nghe chưa? Giỏi thì bắt đi. Bà nói cái gì vậy? Thiếu tiền thì phải trả chứ sao? Tao thách gì đó. Tôi đi. Nè anh làm gì vậy? Trời ơi má. Má có sao không má? Buông ra. Buông ra. Buông ra. Dạ. Làm gì vậy? Buông ra. Buông ra.
đi đâu vậy? Mấy người là ai vậy? Làm cái gì vô đây? Vô đây làm chuyện gì vậy? Hả? Làm gì quýnh người ta vậy? Đòi nợ chứ làm gì? Đòi nợ chứ đi đâu? Ai thiếu nợ? Bà đó đó, hai mẹ con đó luôn đó. Nợ nhiêu? 300. Có 300 ngàn rồi Tám. Ê cái gì mày? Cái gì mày? 300 triệu chứ 300 ngàn gì mày? Trời ơi. 300 triệu. 300 triệu làm dữ vậy? 300 triệu quánh tay gì hả? Bà có tiền bà trả không? Tâm có hả Tám? Tâm... Bà không có tiền bà biến ra khỏi chỗ này. Ha. Biến ra khỏi chỗ này để tôi bắt con nhỏ này về làm vợ của tôi. À, trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Tao trời không thắng từ từ chứ. Trời là làm gì kiếm tiền vậy? Hả? Tâm né ra. Mấy anh làm quá vậy? Thiếu tiền thì từ từ, mấy anh phải cho người ta thời gian, ta đi kiếm tiền ta trả mấy anh. Bây giờ ta không thích nữa rồi sao? Dạ, không có liên quan đến xíu đâu. Sao? Mày muốn gì? Giờ bây giờ có tiền trả không? Ừ, tôi thì không có tiền nữa đó, nhưng mà mấy anh làm vậy là mấy anh quá đáng lắm đó. Mày không có tiền đi ra, biến đi mày. Trời ơi trời. Nè, tôi không ra đó thì sao? Mày không ra hả? Ê, đánh lộn. Ông ra đó. Ê, muốn ra. Ông ra nè. Muốn ra. Trời ơi, bớt người ta. Bớt em có chờ không? Anh cười ơi lại. Giết người. Giết đi đi. Đi đi. Có chủ khí. Đi đi. Lâm người. Chết người rồi. Chết hết trơn rồi. Bớt người ta ăn cướp. Trời ơi, bớt người ta ăn cướp. Không cần phải la nữa. Má. Má ơi, đi bệnh viện. Trời ơi, đi bệnh viện. Dạ. Má ơi, cứu. Tỉnh lại đi, xe cấp cứu. Cứu, 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 xe cấp cứu. Dì Tám ơi. Dì Tám ơi, cấp cứu. Dì Tám ơi. Má. Em bình tĩnh đi, chờ chút xíu bác sĩ ra mà. Nhưng đừng có chuyện gì nha má. Má ơi con sợ lắm má. Bác sĩ. Má con sao rồi bác sĩ? Má của con sao rồi bác sĩ? Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Má. Má. Anh à. Thôi dầu gì cái chuyện cũng đã qua rồi con. Má con bây giờ con có vật vã, con không ăn không ngủ. Bây giờ mà con có làm sao đi nữa thì má con cũng có sống vậy được đâu. Cái gì đâu mà cả tuần lễ rồi mà con cứ vật vã vậy, không ăn không uống làm sao mà sống con. Tám à. Để con đi mua gì cho ánh ăn nha. Đi. Dạ. Đi. Dạ. Thế đó, mua cái gì về cho con ăn. Ráng ăn miếng nha con. Con cảm ơn dì Tám nhiều lắm. Con cũng cảm ơn anh Thế. Không có hai người, con không biết thời gian qua con phải làm cái gì. Con cảm ơn cái gì? Dì rất là thương con, coi con như là con gái của dì vậy đó.
Dì tiếc là dì không giúp con được nhiều hơn nữa kìa. Thôi nín đi con, nín đi con. Nếu mà bây giờ con cứ khóc lóc như vậy thì má con cũng không có thanh thản được đâu. Con lo cho má con như vậy, dì nghĩ là má con cũng mãn nguyện rồi. Con là đứa con gái rất là ngoan, con làm tất cả mọi chuyện để cho má con mà. Tất cả là tại con á, tại con để má con mới mất. Con không có oan đâu dì. Thôi nè, cho dì hỏi nè, làm sao mà con thiếu nợ dữ vậy? Hả? Làm cái gì? Hai má con á, đâu có thiếu nợ đâu. Người thiếu nợ là ba của con. Ba con? Ba con mê cờ bạc lắm. Ba con lấy hết tiền, xong rồi ba con về còn đánh đập má con, bắt má con đưa tiền cho ổng để ổng đi đánh bài nữa. Má con hết tiền luôn, rồi ba con cũng đem đồ đạc trong nhà đi bán, đem cầm cố. Đồ đạc trong nhà bán hết, xong rồi đem cầm nhà. Nhà cầm hết luôn, ba con mới đi vay tiền của tụi cho vay nặng lãi. Xong rồi cái ổng bỏ trốn mất tiêu à. Ông bỏ hai má con lại nè dì. Trời ơi, sao mà làm cha là vô trách nhiệm vậy chứ. Khổ chưa. Mà con nè, một người á thì gây ra nợ, không đi đòi, đi đòi cái người không gây nợ. Trời ơi, cha làm bây giờ bắt con phải chịu là sao? Đã vậy sao cái bọn này nó ác dữ vậy ta? Đánh đập người ta, chu quan giáo họa người ta, xúc phạm người ta, nói người ta làm gái là cái gì? Dám nói con vậy đó. Bữa đó dì tức ghê hồn luôn. Tụi nó nói đúng đó dì. Nói đúng là sao? Con từng đi làm gái á, lúc mà tụi giang hồ tới đòi nợ con á, cái nhà đâu có tiền đâu. Má con suy nghĩ nhiều quá, rồi má con đổ bệnh luôn. Con không biết sao hết á, nên là con phải cắn răng vô cái chỗ đó con làm. Nhưng bản thân con thì nhục nhã lắm. Làm được thời gian á, con sợ má con biết, xong rồi má con sống không nổi, nên là con nghĩ con có được ít tiền cái con đi bán bánh mì á. Thôi con, thôi bây giờ vậy. Ơi, dầu gì thì chuyện nó cũng qua rồi. Thì ai cũng phải có những cái mà khó khăn, rồi có những cái khúc quanh trong cuộc đời mình. Đời đâu có ai mà bằng phẳng đâu con. Nhưng mà con làm tất cả mọi chuyện này là vì gia đình, là cho má con. Bây giờ thôi thì mọi chuyện nó cũng đã qua hết rồi. Thôi con đừng buồn nữa. Bây giờ có gì đây? Có thằng Thế đây. Thôi thì con cứ coi như là gia đình của mình. Đừng buồn nữa con nha. Ráng vượt qua nha. Chị Tám. Nè, đừng có khóc nữa. Dì nghĩ là má con ở nơi chính suối cũng hiểu được lòng con. Má con sẽ phù hộ cho con. Con mà cứ như vậy hoài, má con sẽ không yên lòng ra đi đâu. Nghe chưa? Hãy
Ờ, dạ Tám. Tám, ờ, con mua cháo về rồi nè. Ăn miếng cháo đi con nha. Cuộc đời của người sao mà nó ngắn ngủi. Không biết rồi nó, con Ánh nó có vượt qua được cái cú sốc này không nữa. Ai đây? Đừng nói cha Tư Mùi nha. Alo, ai đó? Alo, dạ. Tía hả tía? Tía đang làm gì vậy tía? Tía ăn cơm chưa? Cảm ơn. Mày đâu cần quan tâm tới chuyện tao ăn cơm hay chưa. Mày có chuyện gì mày nói đại luôn đi. Tía à, con quan tâm tía, hỏi thăm tía thôi mà. Phải lo lắng cho tía chứ. Mày tốt quá ha, mày gọi điện thoại gì mày hỏi thăm tao. Tía nói vậy sao được, làm như con không thương tía vậy. Dạ, tuy là vợ chồng con đi Mỹ nhưng mà lúc nào cũng phải gọi điện hỏi thăm tía, nhắc chừng tía chứ. Quan tâm tía nhiều lắm. Dạ. Phải à, mày quan tâm. Mày quan tâm nhiều lắm nên mày hành hạ tao mới vậy nè. À tía ơi, cho con gặp má vợ con nói chuyện chút tía. Mày khỏi cần nói chuyện với má vợ mày. Má mày đang bận rồi. Ủa, tía với má vợ con có chuyện gì mà bận? À, vậy là tía với má con có chuyện gì giấu con phải không? Chuyện gì phải giấu vợ chồng mày? Hả? Làm gì giấu? Mày điện thoại về đây đặng mày hỏi có còn người lạ nào ở trong cái ngôi nhà này không á hả? Tao với má mày đâu phải người ở đâu. Ở đây mà canh nhà cho mày. Mày có ngon mày về nhà mày giữ nhà nè mày. Tía, tía. Thứ gì đâu. Có lẽ cuộc đời con người sống á chỉ có biết tiền, tiền, tiền. Ê, ai hồn kia? Bà điên rồi hả? Sao điên? Tự nhiên là răng cỏ vậy đi rồi mời ăn hột dưa. Vậy tôi cắn cho ăn nha. Xong bàn tính chuyện này cho nghe. Ê, tôi nói mỗi lần bà mà mời tôi ăn cái gì tôi ngại là đúng rồi. Bởi lúc nào bà không phải có lý do hết trơn á. Chuyện gì? Nói nghe nè. Ông thấy con Ánh làm sao? Con Ánh cũng dễ thương. Thấy thế thì sao? Trời, thế nó còn nói gì nữa, hiền lành. Bây giờ ông thấy á, hai đứa nó đó mà kết hợp với nhau á, được quá đúng không? Được quá đúng không? Ủa, ý bà như vậy là sao? Là tôi thấy á, hai đứa nó đó mà có tình ý với nhau là được lắm á. Nhưng vấn đề là tụi nó kìa, còn hai đứa mình. Đúng rồi. Nếu mà con Ánh với thằng Thế mà lấy nhau thì tốt quá. Con Ánh thì siêng năng, giỏi giắng. Còn thằng Thế thì hiền lành, chất phác. Đúng. Hai đứa nó mà kết hợp nhau thì còn gì bằng. Nhưng mà vấn đề là cái đó là tôi với ông thích thôi. Còn hai đứa nó có thích thì không ai biết. Đúng rồi. Bởi vậy bây giờ bà phải hỏi ý con Ánh thử coi sao. Hỏi nó nghe. Xong rồi nếu mà tụi nó mà xong rồi một cái rồi đó, hai đứa mình tìm cách kết hợp nữa. Đúng không? Hỏi đi. Tôi hỏi Ánh, ông hỏi Thế. Thì để đó tôi hỏi Thế sao. Dạ, có anh 10.000 ạ. Dạ, cho em gửi. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, con nghe dì Tám. Alo, con ơi, Tám nè, bữa nay buôn bán được không? Dạ, con bán cũng được lắm dì. Rồi, bây giờ vậy. À, bữa nay á dẹp dẹp sớm sớm chút đi. Cái ghé tám nấu đồ ăn cho con ăn nha. Vậy thôi, chị con qua nhà dì chơi nghe. Rồi nhớ nha. Dạ dạ. Qua chưa? Rõ chịu rồi. Nếu chịu qua thì sao bây giờ? Bây giờ ông gọi thằng Thế đi, kêu Thế liền đi. Xong mình nấu đồ ăn gì đó cho tụi nó ăn. Xong cái mình dò hỏi, mình coi là tụi nó làm sao. Sau đó tôi ông bày mưu lập kế. Phải Tám. Bày mưu lập kế. Tám, Tám. Cái gì? Không có ai hết, Tám. Bày mưu lập kế gì vậy?
bạn tính gì cho con tham gia với? Bà sao ngộ quá, dùng cái từ gì nghe đau to búa lớn, bài mưu lập kế đồ. Không có gì hết trơn con ơi. Nói chung á là nói thiệt cho mày nghe luôn, là bây giờ vú tám nè, là bà muốn mời con Ánh qua đây ăn cơm. Vậy thôi à. Ngồi đi, chuẩn bị con chuyện này. Người ta đi nấu được ăn. Anh đồng ý chưa Thám? Cái gì vậy? Thám mời anh đồng ý chưa? Cái gì vậy? Dạ. Mày làm gì mày mới nghe mời con Ánh qua ăn cơm, cái mặt mày hớn ha hớn hở vậy? Ê, đâu có gì đâu tía. Con hỏi Tám coi, Tám mời người ta đồng ý chưa? Đồng ý rồi, ông chỉ ăn cơm. Rồi dạ. Bây giờ ta chuẩn bị nấu đồ ăn, cái xong cái cả nhà mình ăn chung cho vui nha. Dạ đúng rồi, dạ. Dạ. Tám. Mấy nay con ăn bánh mì nhiều quá, ngán lắm. Tám coi nấu món gì ngon ngon nha Tám. Nấu lẩu ha. Rồi làm gỏi nha. Ăn bánh mì mà ăn dữ rồi chưa, mặt nó mụn. Ăn được thì ăn, không ăn được thì thôi. Bị đặt lái xe chạy vòng rồi nhào đầu vô ăn bánh mì hoài. Tao nói mày nghe nè, mày không phải cốt yếu vô mày ăn bánh mì đâu, mày vô mày nhìn xiên cái xe bánh mì thôi. Tám, con phụ Tám. Tám ơi, để con phụ Tám, để con làm cho. Ê, cái vụ mà mày dạ? Bài tía tập tạ đó, tao thấy tập hoài sao cơ nó không lên mày. Tía, trời đất ơi, con bài tía mà người ta tập tạ, người ta phải ăn bò, ăn rau củ vô. Tía tập tạ, tía ăn khô, đó, ăn riết người khô đét vậy đó. Còn nó đúng quá đúng không Tám? Tập bao giờ cơ nó mới lên nổi. Giống con gì, người ta nói người ta có con chuột, ông có con gián. Đừng có chọc tôi nha. Bộ ăn cá khô bộ tập không lên hả? Chọc. Ê, để con cho mà. Để con mở cho. Để con mở cho mà. Để con. Cái gì vậy? Vô đi anh. Vô đây. Vô đây nè. Tám. Anh tới. Dạ, con chào dì Tám. Anh. Dạ, còn ít trái cây cho dì Tám nè. Trời ơi con đi con, tới chơi được rồi. Bài đặt mua trái cây chia cho tốn tiền. Tám. Dạ có gì đâu Tám. Quà của anh mà, nhận. Giờ mình phụ làm đi. Đấy, dạ để con phụ Tám. Ra. Về tới nhà được rồi. Thiệt là thoải mái. Alo, cô Thiện hả? Con Quốc đây. À cô ơi, cô cho con trả bớt một cái phòng cho cô. Dạ. Rồi con cảm ơn cô. Dạ. Bây giờ mình phải ngủ một giấc cho thiệt đã mới được.